Ngày 21 tháng 8 năm 2015, một gã đàn ông tâm thần mang theo súng đã âm mưu thực hiện một cuộc giết người hàng loạt tại một tàu hỏa ở Thali, nhưng đã bị ngăn chặn. Tuy nhiên, hắn đã kịp làm bị thương 4 người. Ngày 26 tháng 6 năm 2015, một người lái xe bị tình nghi có liên quan tới IS đã chặt đầu một người đàn ông và đâm thẳng xe của mình vào các bình ga tại một nhà máy nhằm định làm nổ tung tòa nhà. Ngày 19 tháng 4 năm 2015, một người đàn ông Algeria tự nhận mình là chiến binh thánh chiến và tìm cách tấn công hai nhà thờ ở Villejuif, một người phụ nữ bị thiệt mạng. Ngày 7 tháng 1 năm 2015, hai anh em Seth và Sherif Kouachi đã xông vào các văn phòng của tòa soạn báo Charlie Hebdo của Pháp, giết chết 12 người và khiến 11 người bị thương. Ngày hôm sau, một kẻ khủng bố làm việc cùng Kouachi đã giết chết một sĩ quan cảnh sát ở Paris. Một ngày sau đó, hắn lại xông vào một siêu thị của người Do Thái và giết chết 4 người qua đường. Ngày 22 tháng 12 năm 2014, một người đàn ông hô vàng, Allahu Akbar, có nghĩa là Thượng Đế Vĩ Đại, tại thành phố Nanter, tấn công 10 người và giết chết 1 người. Ngày 23 tháng 5 năm 2013, một người đàn ông Hồi giáo cầm dao tấn công một binh lính Pháp ở vùng ngoại ô Paris. Từ ngày 11 đến ngày 22 tháng 3 năm 2012, 3 lính dù Pháp, một giáo sĩ Do Thái và 3 học sinh Do Thái bị giết chết trong vòng 11 ngày bởi cùng một kẻ sát nhân mang tên Mohamed Merah, tại Toulouse và Montauban.